Xong tưởng sao chú Quyền Linh biết, nó ra ngoài chợ nó mua cho tôi 4 bộ cái bộ đồ xà lỏng, quần dây nè, rồi áo dây nè. Nè Lan ơi, em tặng cho Lan 4 bộ đồ này, Lan mà về Lan mặc cho ông bà ông lé trời. Trời ơi, tôi nói trời ơi, mày điên quá vậy mày. Mày muốn tao ghẹo cho ba má mày dí tao chạy không kịp hả? Tôi tên là Nguyễn Thị Sang, năm nay tôi 66 tuổi. Tôi ở Hóc Môn. Ở nhà thì nói chung lớn tuổi rồi, giữ trẻ em. Dạ, dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Con tên là Dương Hồng, hôm nay 38 tuổi, ở Hóc Môn. Bình tĩnh. Hồi hộp quá vậy, em làm công việc gì? Em đi bán vé số. Mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Mình làm dâu của mẹ 17 năm rồi. Hai đứa, một đứa học lớp 11, một đứa học lớp 9. Wow. Oh, quá dữ luôn. Rồi mỗi ngày em đi khoảng bao nhiêu cây số vậy? Bán chừng nào hết rồi gì à, không biết nữa. Em mình bị tật cái chân đó là hồi nhỏ luôn hả? Dạ đúng rồi, mẹ để là bị hai cái chân luôn. Rồi ông xã em... Ông xã sốt bại liệt. Con đi bằng sốt bại liệt luôn. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng quen nhau như thế nào? Lúc ở quê quê vô làm công ty chung á, gặp nhau trong công ty luôn. Khi mà hai cháu đi làm thì tôi có mua cho hai cháu mỗi đứa một chiếc xe Honda mà ba bánh. À, yeah. Nên dạ, phương tiện của cháu đi, cháu đi bán cũng đi bằng dạ, cái xe đó. Rồi khi con trai mà dắt cô dâu tương lai về đó thì cô cảm nhận thế nào? Cũng biết nó quen nhưng mà chưa, cũng nghe nó nói nhưng mà chưa có thấy mặt. Thì hồi đó là chưa có xe Honda thì cháu đi bằng cái xe lắc tay á. Dạ. Thì ngoài sau nó có một cái yên á, thì chở cô nàng ra thì cô nàng quá béo, mà cô nàng xấu xí lắm, tóc bù xù. Ngoài quê mới vô mà tôi nhìn mà tôi ớn quá, mà tôi thấy con tôi nó xót ruột, mà con tôi nó lắc mà nó ốm nhôm ốm nhách hả. Dạ. Rồi nó thở hốc hển á, cái tôi đứng lên. Đứng lên thì cái phản xạ mình thấy mình đứng lên, thì ông anh ông sợ quá ông mới kéo cô bình tĩnh, cô bình tĩnh, cô chuyện tình yêu của trẻ cô đừng có nóng. Xong rồi ngồi xuống cũng nói chuyện, ngày mới vô nó nói tiếng ngoài Trung, ngoài Nha Trang rất là khó nghe. Dạ. Thì mình cũng ậm ừ cho qua. Thế là xong rồi đi ra mời ăn cơm thì nói chung nó sợ quá nó không dám ăn. Rồi tuần sau, hai ba tuần sau nữa tôi cũng lên thăm. Khi nó ở nhà trọ thì hai đứa nó đối diện nhà trọ với nhau. Nó đi nó thấy tôi, nó thấy tôi nó quảng hùng nó bò. Thì tôi nhìn qua cửa sổ tôi thấy ủa sao nó bò, con này nó bò. Thì tôi tính tới tôi cũng rắn mắt cái con chủ nhà nó kêu kia nó bò kìa. Tôi nói để tôi lại tôi chụp cái đầu nó coi. Nó bà mà chụp nó là nó chạy mất tiêu luôn, nó sợ á. Đừng có chụp, ghẹo nó mà. Thế là bà bò bà vô tới trong phòng bà trốn mất tiêu. Chồng về cứ năn nỉ mẹ ơi bây giờ con không muốn gì hết. Con không muốn xe Honda, không muốn nhịt mà con chỉ muốn con vợ thôi. Là thằng Hồng mẹ cưới cho con. Nói trời ơi mày nghĩ chắc chưa? Mà con nói thiệt với mẹ nè, nó có em bé. Tôi nghe có em bé tôi sợ quá. Mình nghĩ con mình tật nguyền mà làm cái gì mà người ta ăn dụng thì người ta ăn lẹ làng này, ăn dụng ăn sao được, nó què quặt mà. Tôi không tin. Tôi nói phải không? Phải mẹ. Mẹ mà không cưới cho con thì má nó sẽ đem nó về quê mà làm tầm bậy. Thôi con thương mẹ, thương con, mẹ cứu tụi con. Thế là tôi nghe vậy thì anh em trong nhà cũng khuyên. Chứ tôi nghĩ tôi cũng thấy kỳ nữa. Cái bắt đầu cái khuyên tôi thấy không được, thôi kệ. Bà cứ làm theo tụi nó đi. Nó bị động thai nên tôi bỏ gia đình tôi lên đây ở với nó. Tới bây giờ là coi như là cũng gần 20 năm rồi. Trời ơi. Nó sống với tôi 20 năm rồi. Thiệt là bà già thương. Lúc dạ, đầu mình chưa chấp nhận, sau khi chấp nhận rồi là đến lo cho con. Dạ. Được cái là dạ, người thì ấy vậy chứ còn có hiếu lắm. Dạ. Dù không tiền mà biết mẹ thích cái gì đó mua cho mẹ bằng được để cho mẹ ăn. Dạ. Cái lần đầu tiên mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng điều gì mà tại sao chị lại né tránh? Sợ mấy công á, mẹ thấy mẹ la nữa. Khi mà mẹ xuất hiện đột ngột quá, sợ không biết sao. Đang đi thấy cái hết hồn. Khi bò vô đóng cửa phòng lại, gài chốt lại luôn. Bà chủ nhà gõ cửa nói Hồng ơi, nói không lên tiếng luôn, giả bộ ngủ luôn. Chồng kêu sao không ra, má lên kia nè. Nói thôi sợ quá. Lúc có thằng chồng vô được không? Không, chồng kêu cứu hoài. Với sợ lúc có xấu xí lắm. Lúc có không quê mới vô không biết cái gì hết á. Chồng nói sao nghe vậy. Lúc đón dâu về quận 4 á, gung quá trời gung luôn. Đi mà không ngủ nữa, nói giái cho ba ngày đến qua đi về nhà cho rồi. Không quen ở nhà lạ đó, cái về nhà mình mừng quá trời luôn. Sáng lại anh hai chở về đi giữa đường á, nói
thoát nạn rồi. Trời thấy thương quá vậy. Nhưng mà làm hay, như tôi là cọp. Nhưng mà hay là sợ, hay là em có bầu trước khi mà cưới. Mà lúc đó sợ mẹ chứ không có bầu. Mẹ không cưới thì tự nuôi. Lúc đó suy nghĩ trong lòng vậy á, mà không biết sao sợ mẹ nó bây giờ hết sợ rồi. Bây giờ là nó sắp ăn thịt tôi rồi. Lúc mà về rồi á là mới có nấu. Dạ. Là chị nấu cho mẹ hả? Dạ. Nấu mẹ mà mẹ ăn không được, mẹ nói gì nấu gì khó ăn quá. Tại vì mình miền Trung, mẹ miền Nam á, mẹ khó ăn, nói khó ăn mẹ tự nấu ăn luôn cho rồi. Em nấu món gì mà mẹ nó khó ăn? Nhất là cá kho, cá chiên á, mẹ ăn không được. Ăn mặn quá hay sao cô? Ăn ngọt lắm cô. Cái ăn má ngọt. Má chơi hoài, nói thôi má tự nấu ăn luôn đi. Trời ơi. Thì tự nhiên lắm. Nó không bao giờ nó kêu tôi bằng mẹ đâu. Nó kêu tôi bằng gì? Lan ơi Lan, Lan làm gì mà em cái này đi Lan. Hồi xưa vậy luôn hả cô? Xưa giờ nó không ít khi nào nó kêu tôi bằng mẹ. Nó giống như tôi bạn nó vậy. Thiệt mà bây giờ từ bữa chương trình tôi nói đó con theo. Nói là kêu mẹ đàng hoàng, nhỡ có ai có khách được. Còn ví dụ có khách thì nó không bao giờ kêu mình. Mà khách tới nhà thì nó trốn mất tiêu vô phòng đóng cửa lại. Đừng có nói là ba tên Điệp nha. Thì tôi tức quá tôi hỏi, ủa sao mày kêu tao bằng Lan không vậy mày? Lan Điệp đó. Mà bây giờ thì... Không kêu bằng mẹ chồng được hả? Không có, kêu Lan á, nó thân thiện hơn kêu mẹ chồng. Kêu ơi. Mẹ chồng mới công. Mẹ đâu vui đâu. Nhưng mà là lên chương trình mẹ mới nói vậy thôi, chứ ở nhà mẹ ít la. Mẹ nói muốn kêu gì kêu cũng được. À. Nó rủ Lan hay Lan. Tết này Lan đi với em đi về quê thăm ông ba của em đi. Mà không thăm má, thăm ông ba thôi là ba của nó. Thế tôi nói để mẹ đi thôi, để chắc phải mua vài bộ đồ để mà mình mặc ở nhà đó. Để Lan ý chí để em mua cho Lan. Xong tưởng sao chú Quyền Linh biết, nó ra ngoài chợ nó mua cho tôi 4 bộ cái bộ đồ xà lỏng. Quần dây nè rồi áo dây nè. Nè Lan ơi, em tặng cho Lan 4 bộ đồ này, Lan mà về Lan mặc cho ông bà ông lé trời. Trời ơi, tôi nói trời ơi, mày điên quá vậy mày. Mày muốn tao ghẹo cho ba má mày dí tao chạy không kịp hả? Trời ơi, tôi nói thiệt chú với cô nó khùng dữ lắm. Tôi thiệt, tôi cũng mắc bệnh khùng nó, tôi cũng muốn khùng theo nó. Thiệt. Ở nhà mà nó hét một tiếng là con nó chạy gần chết. Con nó sợ nó lắm. Nhưng mà sao mua quần xà lỏng với áo? Thì bởi nó mới ngu. Áo lửng cho Lan vậy. Suy nghĩ má về quẩy á, tối lại ngủ bằng đồ mát mẻ chứ chọc ghẹo ông ba chơi. Coi không sợ bà má hả? Má không có giận đâu, má biết giờ má biết mình giỡn, không có giận mình đâu. Nó nói con thương má còn hơn má của con nữa. Có bao giờ đi mua đồ ăn gì cho má không? Mua gì? Lúc đi bán vé số trên đường á, cái tối hôm đó má nói chứ lâu rồi chưa ăn sầu riêng. Cái bữa đó đi bán tành, cái đi về thấy sầu riêng bán á, mua 2 trái 550 ngàn. Về kêu má ăn đi, cái má ăn, má hỏi nhiêu tiền, tao nói ăn rồi chiều có kết quả. Chiều nói 550 ngàn, mí tới giờ hết thèm sầu riêng luôn. Ông má nói khùng quá, mua cho cô. Đi bán có nhiều đâu, mua hết tiền rồi. Nói thôi kệ mẹ nó, lâu lâu ăn làng ăn mẹ nó đi. Nói cho con dâu rất là thương má. Thật thà. Có bao giờ hai mẹ con không hài lòng nhau gì mà tranh cãi chưa? Ít hài lòng lắm. Không có gì. Lúc kia thì còn hay cãi với má, giờ hết cãi rồi. Giờ má muốn nói gì má nói kệ má. Là không thèm nghe, không quan tâm luôn hả hay sao? Không nghe mà không có trả lời lại. Lúc kia hay trả lời lại, còn bây giờ suy nghĩ rồi. Nó nói một câu chửi cho đã đi, đi luôn. Nó cứ vậy đó. Là lấy xe chạy đi mất tiêu. Lấy xe rồi, bánh chạy mất tiêu luôn, tối về. Tối về, rồi xong vô phòng ngủ rồi về. Nhiều khi nó đi rồi nó tới tối nó không về chú. Mình xót ruột. Mình gọi điện thì điện thoại nó không bắt máy. Sao không bắt máy? Má gọi sao bắt máy? Không bắt máy gì bị chữ rồi thôi. Còn bắt máy gỡ chữ thì chị biết. Nói vậy khỏi bắt máy tối cũng gì à. Có giờ má la ngồi khóc không? Có lúc khóc, có lúc không khóc. Chuyện trong gia đình á, vụ mà mấy đứa con ngồi không lo, ăn ngày tới đi chơi tối ngày.
Mẹ không có lo con hả? Đi chơi không hả? Không có, y bán như thô. Y tàn á, chơi. Có lúc y về sớm đi chơi. Có lúc mà số ế chạy chích mẹ luôn. Lo đi chơi nên nó mới ế ra đúng không? Không có. Bán nhưng mà lúc đó, có bữa gặp người mới hàng rồi sao không biết nữa. Người mới hàng 5 tờ là 5 tờ hoài, còn có người tờ hả? 300 tờ chị nghĩ đi muốn khùng luôn á. Đi có bữa thức quá vô quán cà phê giỏng ngủ mua giá tính gì tính. Trời ơi vậy đó hả? Còn cái chuyện sanh đẻ thì sao lo cô? Sanh đẻ thì nói chung nó đẻ mổ xong rồi bồng bế về tôi chăm hết. Mà tôi nhớ có một lần nó cũng đứa con đầu tiên nó mổ á, thấy mắc cười. Nó thì thích làm đẹp, xấu xí mà khoái làm đẹp. Cứ tối ngày mua kem mua đồ sức sức rồi tôi nói da non mà bày đặt sức kem mút nó ăn cái mặt hư luôn. Mà nó không nghe, nó cũng rình rình nó sức. Tôi nói mẹ nghe người ta nói là cái phân của em bé đó, phân su là mình xịt miếng mật ong vô, mình nặn miếng chanh cho mình hòa tan lên rồi mình để dành mình sức. Cái da mặt nó, cái con so nó mịn lắm. Gặp cái thằng chồng nó cũng ba trợn, nó ơi ơi làm cho tôi sức chứ nha. Thì mình cứ nói vậy thôi là nghĩ đâu nó đâu có ngu đến nỗi vậy chú Quỳnh Linh. Đâu cái không biết nó làm từ lúc nào tôi không biết. Mà đến lúc đó, tôi thấy nó trét cái mặt nó tùm lum. Cái tôi hỏi cái gì vậy? Nó nói giống má nói á. Trét cứt á hả? Nó trời ơi. Trời ơi. Thiệt hả? Thì má nói. Cái thằng chồng nó mới nhảy ra cười. Cười, nó thằng chồng nó cười lên thì nó biết là mình nói tầm bậy rồi nó xạo à. Nó xỉ với mặt tôi, nó nói xạo nhớ mặt nhà xạo à. Thì đâu có biết nó khờ đến cái nỗi như vậy. Lấy cứt xu rét mặt đầy vậy đó hả? Mà rất nhiều lần chưa? Sao bây giờ tôi đâu có bao giờ dám nói cái gì thì cảm giác nó thúi đúng không? Nó hôi hôi thôi. Mà rất nhiều lần chưa? Sức tối hôm đó với sáng hôm đó hai lần. Không, cái đó không phải để sức mặt nó không có tốt đâu, mình cái đó mình để thoa son á. Chú đừng nói, nó nhìn làm thiệt. Nó giờ nó khoái làm đẹp lắm á. Bây giờ nghĩ làm rồi. Bây giờ nó thiệt với chú, tôi sợ là khi tôi qua đời không biết ai là người lo lắng cho nó, sợ vậy. Sao thấy thương mẹ chồng không? Thương. Hồi đó có ghét không? Hồi đó không có ghét mà sợ. Còn điều gì chưa hợp nhau không cô? Vấn đề nhiều khi nó không có chăm sóc con như là như tôi chăm sóc. Bây giờ nó lớn rồi, mẹ con là phải ngồi nói chuyện với nhau rồi này kia nọ cho con nó cởi mở. Cứ gì đâu mà về cái con ôm cái điện thoại, mẹ ôm cái điện thoại thì đâu có cái tình cảm nào. Tôi rầy hoài vấn đề đó. Thứ hai, ví dụ con làm cái gì không đúng á thì mình phải kêu con lại, mình nói làm cái đó không có được, mẹ không đồng ý hay là bà nội không đồng ý, con không có được làm. Nhỏ nó kêu, nhỏ từ trên gác chui cái mặt xuống vậy, nó bước lên cầu thang cũng khó khăn lắm mới đứng lên. Nhỏ mới chui mặt chưa có bóp vô mặt, hỏi vậy hỏi chú Quyền Linh sao mà không la, không có được ngay như vậy. Mà cứ mẹ chồng nàng dâu cứ bực bội là như vậy. Sao đánh con vậy? Thật quạo á, làm chịch ý mình á, mình bực bội mình quýnh. Nó lớn rồi có gì chỉ dạy, hoặc là có mẹ chồng đây lo hết rồi, đừng đánh nó nữa ha, tội nghiệp nó. Mấy chồng có hay cho tiền mình xài không? Hả? Nó không có tiền Lan cứu mình đi. Mỗi lần Lan cứu là cứu nhiêu? Từ muốn xin nhiêu xin nè. Mà thường thường là chị xin nhiêu? Xin 1 triệu. 2 triệu. Làm gì? Xin đỡ bù vô với số thì bán thiếu á. Rồi để coi chồng em nói điều gì nha. Dịp chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, con cũng gửi tới lời xin lỗi tới mẹ trong suốt bao năm tháng qua đã khổ cực vì con và lo cho con. Và con đã không phụng dưỡng mẹ được chu toàn như bao người con khác. Cũng gửi lời xin lỗi tới vợ đã khổ cực lo lắng cho con từ khi lấy nhau cho đến bây giờ. Và nhiều lúc cũng buồn đau lắm, nhưng mà chỉ biết ngồi nhìn chứ không thể giúp ích được gì cho mẹ, phụng dưỡng cho mẹ hay là giúp ích được cho vợ để chu toàn như bao người chồng khác. Cho nên là có gửi lời xin lỗi tới mẹ và vợ con, nguyện cầu mong cho mẹ và vợ con luôn được sức khỏe dồi dào và vui vẻ sống cùng với gia đình. Hôm nay thì cô có muốn con dâu của mình thay đổi điều gì trong cuộc sống không? Không có mong gì hơn. Cái tính
là phải biết lo lắng, phải chăm sóc con. Ví dụ có bán thì cũng phải quy định cái giờ mình về, để về mình có cái thời gian để mình nói chuyện với con cái đó. Mẹ nói đúng đó. Bán có bữa bán 3 giờ mai rồi đi về lấy số bán lấy số chiều rồi đi bán mấy cái 7-8 giờ về. Nếu mà xong sớm mình nên về nhà sớm với con. Mẹ chồng nói mai mốt là lúc kinh nghiệm là lần sau về sớm hơn. Nhớ nha, mai mốt không có là tôi nhắc lại đó. Đó, mẹ thương lắm á, theo luôn 20 năm con tội nghiệp cô con dâu đó ha. Nếu mà không thương có mẹ chồng thì rất là khó luôn đó. Ôm mẹ đi à. Rồi à, mai mốt á, con có cái gì á không đúng á thì mẹ nói con sẽ nghe. Đừng nhớ đừng kêu tôi bằng Lan nữa nha. Tôi mắc cỡ lắm á. Kêu mẹ ơi coi. Thôi mắc cỡ quá. Kêu thử coi. Kêu Lan ơi thì được, kêu mẹ ơi ngại quá. Kêu mẹ ơi mẹ mới vui á. Kêu đâu? Bây giờ kêu thử đây nè. Mẹ ơi. Đó. Thấy thương lắm luôn á. Thấy thương cái sao. Con ơi. Đó.